Hello, xin kính chào quý cô bác và anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em Dân mới về, một số những mẫu sản phẩm bên em Dân đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh để kênh của em có thể trở nên lớn mạnh hơn, cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Hôm nay thì bên nhà em lại về thêm cho chúng ta đó là một mẫu máy rửa xe pin. Con này thì đợt này về giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Đấy. Và ở đây thì em sẽ hướng dẫn luôn cho các bác cách lắp đặt và cách ấy của nó. Một con pin chân phổ thông của Makita. Đấy, con này thì khi mà sử dụng sạc đầy thì pin của nó sẽ lên 20A. Đấy, còn mà khi mà yếu pin thì nó sẽ xuống 18A. Đó, thì sau đây em xin hướng dẫn cho các bác cách lắp đặt nhé. Thì đây, đầu tiên thì nó sẽ có một cái thân máy này không này cho chúng ta này. Đấy, thì các bác lắp cho em đầu tiên là cái này, cái đầu này vào này. Lắp vào đây, nó sẽ có cái gioăng cao su đây nhé. Đấy, các bác xoáy chặt. Xoáy chặt vào này. Đấy, còn cái này nhé, các bác lắp vào đây. Lắp vào đây là nó sẽ giữ lại. Thì các bác xoáy cái này ra cho em. Xoáy cái này ra cho em. Và các bác lắp cái đầu này vào. Các bác lắp cái đầu này vào đây. Các bác nhét vào đây nhé. Đấy, rồi các bác lắp vào đây. Rồi các bác lắp vào đây, lắp vào. Dây của nó khá là dài nhé. Dây của nó khá là dài nên là các bác có thể rửa xe, tưới cây hay là làm thuốc cho cây đều được. Đấy, các bác xoáy vào. Còn cái phần dưới đây, còn cái phần dưới đây là phần giỏ, cái lọc thì các bác lắp vào đây cho em như này. Đó, ở đây thì nó sẽ có một cái củ sạc. Củ sạc 12-24. Con này sạc 21V này, 50A này, 500A này. Đấy, ở đây có hai cái dòng bếp nhé. Một bếp tròn, một bếp vuông này có này. Đấy, rồi các bác thay thế pin đây. Đấy thì các bác đi cùng em ra để test thử cái mẫu máy rửa xe này có nhé. À đây quên, còn đây là một cái mẫu đây nữa. Đây là cái mẫu để các bác cho nước gì vào, cho nước rửa chén hoặc là cho thuốc vào đây để các bác phun tưới. Đấy. Như các bác nhé, các bác có thể thấy dây rất là dài này. Đấy, em thả xuống tận dưới bể nước này vẫn thoải mái này. Và đây các bác bóp này. Đấy, các bác bóp này. Đấy, các bác có thể chỉnh tia này, chỉnh nước xoay kiểu này này, hay là xoay ngang, xoay dọc. Thì đó là tùy ý các bác. Đây, các bác có thể tẩm thuốc, tưới cây này. Đấy, rất là tiện. Đấy, rất là tiện. Đây là ra phun sương nhé, ra cái chế độ phun sương. Đó. Còn các bác muốn chuyển sang chế độ phun tưới rửa thì đây các bác chuyển sang chế độ này, rất là tiện lợi thôi. Đấy. Rồi các bác. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nhé. Đây là những cái mà rong rêu bám ở trên bể thành bể như em rất là lâu rồi. Các bác có thể thấy đi hết luôn này. Đấy, có thể thấy đi luôn này. Khá là mạnh. Khá là mạnh thôi nhé. Đấy, so với một mẫu rửa xe pin này. Khá là mạnh so với một mẫu rửa xe pin này coi nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó ok luôn. Đấy, các bác có thể tưới rau, tưới cây, tưới vườn đây. Đấy, tưới cây cảnh các thứ đây, rất là ok. Hoa hồng, hoa hết. Đấy, mai đào các bác có thể dùng để tưới, hoặc là đơn giản là các bác chỉ có tưới nước để rửa sân này. Đấy, đấy là mát sân, đều rất là ok nhé các bác nhé. Một cái mẫu máy rửa xe pin này. Đây, hàng đẹp luôn. Đó, thì cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay thì shop em xin bán với cái giá đó là 450k. Thực sự ra 450k là quá ưu đãi rồi. Nếu mà các bác đây để em ghi giá vào đây đã. 450k và bao ship cho các bác nhé. 450k và bao ship cho các bác. Bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy, thực sự ra luôn là các bác nếu mà có mua một cục pin này hay là các bác đóng cục pin này thì nó đã thấp nhất là rẻ nhất là 300.000 rồi. Đấy, con chân pin này thì các bác có thể, nếu mà các bác muốn dùng lâu, dùng nhiều thì bác có thể thay chân pin của con Makita nhé. Đấy, con này thì các bác có thể thay chân pin con Makita để có thể sử dụng rất là ok. Rất là ok. Đấy, máy rửa xe pin 450.000 đồng bao ship, lô này hạ giá rồi. Đấy, giá ok hơn cho chúng ta rất nhiều. Một cái mã sản phẩm kế tiếp này. Một cái dòng dây điện bãi này. Ba loại 2.0. Dây điện bãi ba loại 2.0 này các bác này.
đấy, để các bác nào mà các bác về để sử dụng trong gia đình thì mã này nó rất là ok, mã này nó rất là ok này để các bác sử dụng này. Quận quận này của nó là quận 29 mét, các bác trên công trình thì rất là ok, chỉ mất mỗi tội nó là bẩn dính sơn này thôi, nó bẩn nó dính sơn thôi đấy. Màu của nó thì thế thôi chứ còn thực ra dây không bị đứt nối gì cả, nó chỉ màu sơn bị dính thôi. Ba loại này, ba loại cho chúng ta. Cái mẫu này thì một quận này thì nó tầm 29 mét, nó nói chung là 28,5 đến 29 mét, đấy trên lệch nhau một chút xíu thì do cái bọn em nhà em nó cắt ở đây, cắt được sâu thì nó sẽ sâu hơn một chút. Đấy, một quận này thì nhà em đang bán đồng giá 700.000 đồng, 700.000 đồng, còn khoảng 3 quận nữa, 3-4 quận nữa nhé. 700k bao ship cho bác, 700.000 đồng bao ship cho bác luôn cái mã này, hàng đẹp luôn, dây ba lõi 2.0 lõi đồng. Đấy, ổ điện có ổ cắm luôn, cái giá cũ đang bán là 800 đấy, giá cũ 800 đấy, hôm nay xả cho bác quận mấy quận cho nó hết đi. Đấy, có phích cắm luôn này, đó, hàng đẹp tuyệt luôn. Phẩm tiếp theo thì em Dân xin giới thiệu cho các bác dòng áo điều hòa nhé. Áo điều hòa nhà em thì đây đang có mẫu, hai mẫu màu này, hai mẫu màu các size full size luôn. Đấy, cái áo này thì thương hiệu của Tika. Đấy, con áo thì là nhà máy sản xuất tại Việt Nam, còn cục sạc à, cục pin dự phòng. Đấy, cục pin dự phòng đây thì nó lại là thương hiệu, nhà máy của nó thì lại đặt ở Japan. Đấy, thì đó là cái lưu ý rõ, thế không đến lúc mà chúng ta lại đến lúc mà nhận hàng thì nó lại hiểu nhầm, nó không hay. Đấy, thì cách lắp đặt của cái áo này vào thì đây, các bác về khi các bác nhận hàng nhé, thì em sẽ gửi hàng cho các bác nhận hàng các bác sẽ đặt ra như này và các bác sẽ lắp vào cho em, để em sẽ hướng dẫn cho các bác. Đấy, các bác em sẽ lắp hướng dẫn cho các bác nhé. Ở đây nó sẽ có một cái quạt hút và một cái quạt đẩy, ở đây nó sẽ có một quạt hút và một cái quạt đẩy nhé. Đấy, thì em sẽ review cho các bác cách lắp. Đấy, sẽ review cho các bác cách lắp đặt luôn. Đấy, cho nó dễ. Đấy, nói chung là lắp thì cũng nhanh gọn thôi, không có cái gì vất vả cả. Đấy, quên nhầm, nó đã xoáy bên trong. Đấy, đây các bác chỉ cần nhét được cái này đây, nhét cái đầu này vào đây, nhét đây, các bác cầm này đấy được, các bác nhét vào đây. Đấy, các bác nhét vào đây này. Đấy, rồi các bác xoáy vào, rồi bác xoáy vào nhé. Đấy. Đấy, khi các bác giặt quần áo thì các bác cũng xoáy ra như thế, nói chung là rất dễ dàng thôi, hai bên như nhau nhé, các bác để như nhau, đúng làm như nhau, rất là tiện lợi. Mà con này thì các bác mặc đi làm việc các thứ thì nó dễ dàng mà nó tiện nhé, nó không bị nóng bức các thứ. Đấy, nói chung là con này thì nó giải tỏa những cái mùa nóng này, ví dụ là các bác nào mà có bố mẹ làm bên ngành xây dựng đấy, hay là anh em thân thiết thì chúng ta cũng có thể mua cái này để làm kỷ niệm cho anh em. Đấy, thực ra là nó cũng không đáng bao nhiêu cả. Đấy, các bác xoáy vào đấy, và nó sẽ có một cái dây này, sợi dây này cho chúng ta này. Đấy, thì các bác cũng lắp cho em vào sợi dây này vào đây. Ở đây là hai cái đầu ra nhé, hai cái đầu ra này thì các bác cắm vào cái lỗ đây, cắm vào cái chỗ đây, đây cắm vào đây. Đấy, nói chung là các bác cứ để gọn gàng vào chỗ ghế được. Đấy, hai cái. Hai cái nhé. Các bác cắm vào đây. Đấy. Còn đây là một cái cục pin của nó nhé, thì các bác cắm sạc. Nó sẽ tặng cho các bác cái củ sạc này và các bác cắm sạc vào. Và các bác cắm sạc vào đây thì nó đang hết pin. Ở đây là sẽ báo vạch pin cho chúng ta này. Đấy. Còn đây là các bác sẽ cắm vào đây. Đấy. Các bác bật lên và các bác sử dụng. Các bác bật lên và các bác sử dụng. Đấy, các bác dí lì nút nhé. Đấy, và các bác sử dụng. Đấy, thì quạt nó sẽ quay, quạt nó sẽ chạy. Và đây đợi em một chút, em sẽ test cho các bác mặc áo luôn nhé. Các bác nhé, em đang mặc thử đi rồi. Đấy, thì lúc mà gió nó lên thì các bác sẽ mát vào đây, những cái tay áo các bác thứ các bác siết vào. Đấy, ở đây thì các em có đầy đủ các size số cho các bác nhé. Em có đầy đủ các size cho các bác luôn này. Đấy, quạt đằng sau lên này. Đấy. Thì nó sẽ làm cho chúng ta rất là mát mẻ, mà nói chung là nó cũng rất là đỡ nóng. Đấy, mà sản phẩm này dùng rất là ok đây, em đây. Đấy. Đây để em để xa tầm tí để em có thể đứng lên test cho các bác đây. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rất là ok. Đấy. Con này thì các bác có thể túi đây các bác để điện thoại. Đấy, mà nó rất là mát này, nó mát lên chỗ cổ này, để nó hở lên chỗ cổ này, các bác có thể để hở chỗ cổ này, hoặc là bác nào mà cẩn thận thì các bác thít lại, nhưng mà cứ để hở tí thì gió nó mát sẽ lên mặt. Đấy, mà nó phập phùng nó hơi căng ra vào chỗ tay này các bác này. Thì các bác muốn nó giữ hơi mát trong sâu thì các bác sẽ đóng cái cúc áo này sâu chặt vào một tí. Đấy,
thì các bác có thể mặc một lớp áo lót bên trong, hoặc là các bác có thể mặc trực tiếp áo này lên chốc, nhưng mà các bác nên mặc một lớp áo lót thì nó sẽ, ví dụ là nó sẽ thoáng người hơn. Đấy, là cho chúng ta đây, nó sẽ thít lại nhé, cái này nó sẽ thít lại dưới chân của chúng ta này. Đấy, nó sẽ có một lớp gioăng này thít lại. Đấy, qua đây pin này của nó thì có thể sử dụng được 10 đến 11 tiếng liên tục. Đấy, rất là tiện lợi đây, hai cục quanh này. Đấy, anh em quay tổng thể cho các bác luôn này. Đó, hàng này đẹp luôn nhé, hàng đẹp chất lượng, có hai màu cho các bác luôn, có hai màu cho các bác luôn đây, hai màu. Đấy, thì các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin nút like nhé. Đây em Dân đang đang test thử cho các bác luôn, mặc rất là ok, mặc rất là ok nhé. Đây ở trong này thì chúng ta sẽ để cái pin này vào chỗ túi áo này cũng được. Đấy, pin ở đây cũng được, hoặc là các bác nói chung là tùy các bác để. Đấy, nói chung là rất là dễ dàng, gọn gàng thôi. Hàng này dùng rất là ok. Đấy, thì chúng ta cứ mỗi lần dùng thì chúng ta sạc đầy vào, cảm giác rất là ok nhé. Đấy, bên trong con áo này giới thiệu qua một tí nhé. Đây là cái chỗ để các bác để pin. Đây là cái chỗ để các bác để pin. Thì để nó sẽ để nằm ở giữa hai cái quạt này. Đấy, thì các bác sẽ nhét pin vào đây. Đấy, các bác sẽ nhét pin vào đây. Đấy, thì các bác sẽ để, và con dây này thì các bác sẽ cắm, để cắm vào đây. Thì rất là tiện lợi. Đấy, rất là tiện lợi và rất là ok nhé. Các bác về các bác sạc vào cho em này. Đây, nó sẽ báo phần trăm sạc cho em. Còn đây thương hiệu của TK. Mã này thì nó là dòng chất vải của nó rất là ok luôn. Mã này thì áo của nó là áo của sản xuất tại Việt Nam, còn bộ lõi của nó, bộ này thì sản xuất tại Nhật nhé. Đó, đây nói phải nói rõ ràng luôn. Đây, hàng Made in Việt Nam. May thì công ty người ta may ở Việt Nam. Đấy, có cả một cái viền phản quang đấy cho chúng ta. Cái mức này, mã này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 700k và bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Cái mã này 700k bao ship toàn quốc cho các bác, cái mã áo điều hòa này. Đấy, hai màu có nhé, có hai màu thì các bác chọn màu nào thì các bác chọn, và các bác sẽ báo cho em cân nặng và em sẽ gửi cho các bác size. Đấy, gửi cho các bác size số của nó 700k, để em ghi giá vào đây luôn. 700k và bao ship toàn quốc cho các bác. Mã này. Đâu, 700k nhé các bác. 700k. Bao ship. Đấy, có size L, size XL, size, nói chung là rất là nhiều size. Các bác mua, nếu mà các bác nào thích thì các bác có thể mua rộng hơn một tí, để các bác ví dụ là xác định là mùa hè uống bia nhiều, bụng nó to hơn thì các bác có thể báo em. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác. Một cái dòng ổ điện xanh. Một cái dòng ổ điện xanh này, 1 2 3 4 5 6, 3 lỗ USB. Dây 0.7, dây bé thôi. Nhưng mà con này cắm rất ok. Mã này thì bên em đang bán với cái mức giá đó là giảm giá cho các bác xuống còn 60k. 60k một cái. 60k một cái ổ điện xanh này. Đấy, mẫu ổ điện xanh đó nhé. 6 lỗ cắm và 3 lỗ cắm USB. Đây các bác có thể nhìn thấy em đang cắm sạc của cái ấy này. Đấy, các bác có thể ví dụ là như em muốn dùng nhiều thì các bạn em có thể thay dây to. Đấy, thì các bác có thể thay dây to vào đây. Đấy, hoặc là các bác để dùng cắm sạc điện thoại thì các bác có thể dùng dây bé thôi. Đấy, dây này của nó sẵn của nó là 1 mét. Đấy, như em đang sử dụng đây, nhà em đang sử dụng, em tháo ra để em sử dụng cái ấy của em luôn. Đấy, 60.000 đồng thôi nhé. 60.000 đồng một cái mã này. Đấy, một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác một cái miếng led 12V. Đấy, miếng led 12V này thì chịu được nước cực kỳ tốt nhé. Các bác có thể để dưới nước các bác sử dụng thì đều ok. Đấy, trên màn hình các bác đây đang hiển thị đó là một cái video của em đang test cho các bác luôn cái mẫu miếng led này. Ánh sáng trắng và ánh sáng vàng, chịu nước cực kỳ tốt nhé. Nói thẳng luôn là chịu nước cực kỳ tốt, và các bác yên tâm luôn là đằng sau này nó tản nhiệt này. Đằng sau này nó tản nhiệt cực kỳ tốt này. Con này bây giờ nhà em đang bán cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn nhé. Cái dòng này đang có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn cho các bác luôn. Chỉ còn 120k thôi. Chỉ còn 120k một cái tấm này thôi. 120k. Đấy, giá đợt này em đang về rất là ưu đãi luôn. Đấy, 120.000 đồng một cái miếng led 12V này. Và các bác có thể nhìn ở trên màn hình là em đang là test với nước luôn. Test trực tiếp với nước cái mẫu miếng led 12V này rất là tiện. Kích thước của con miếng led này thì là nó sẽ là 1:11 và một chiều 22. Kích thước của miếng led này nó sẽ là 1:11, 1:22. Đây em sẽ chỉ cho các bác luôn. Chiều này là 11 này, chiều này là 22 này. Hàng đẹp luôn, ánh sáng trắng và ánh sáng vàng nhé nhé. Hai ánh sáng trắng và ánh sáng vàng này. Và em đã hàng cho các bác thêm một cái đoạn dây này. Đoạn dây này nhỏ nhỏ ở đây để các bác về các bác chỉ việc đấu vào đây thôi và các bác sử dụng thôi. Tại vì nhiều bác cũng góp ý là giờ có phải là nhà anh có mỏ hàng đâu em. Đấy thì em rất tiếp thu ý kiến của bác thì đây. Đấy, em sẽ kẹp thêm. Đấy, còn các bác sẽ để ý cho em ở đây là có led cộng, ở đây có led cộng này, ở đây có led trừ này. Đấy thì các bác có thể thay đổi giúp em. Thay đổi giúp em nhé. Đó. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Hàng đẹp và xịn sò luôn nhé. 120.000 đồng.
một mẫu minh đắc 12V này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu đèn bão. Đấy, cho các bác cũng biết là cái mẫu đèn bão này là nó hot như thế nào rồi, rất là tiện lợi. Một cái mẫu đèn bão này nhé, thì màu sắc của nó thì màu sẽ là màu ngẫu nhiên. Và các bác đây sử dụng đây, mở nắp lên, bật quạt. Đấy, quạt này, tắt quạt này, không cần ấn cái gì cả, các bác rút lên đèn sáng, ấn xuống đèn tắt. Hỗ trợ sạc bằng năng lượng mặt trời, hỗ trợ thêm sạc bằng năng lượng mặt trời. Các bác nào mà không muốn sạc bằng năng lượng mặt trời thì ở đây nó sẽ có một cái dây điện còng số 8 đây. Đấy, các bác cắm điện vào đây và các bác cắm nguồn điện trực tiếp nguồn điện 220V cho em. Và các bác cắm nguồn điện trực tiếp nguồn điện 220V. Một cái đặc biệt của nó cực kỳ hay đó là ở đây chúng ta còn có một cái chỗ để các bác đáy pin. Đấy, để các bác đáy pin ở đây. Đấy, thì ví dụ là chẳng may mà trong lúc nào mà chúng ta cần dùng nhiều quá mà nó hết điện, hết pin thì các bác có thể thay cho chúng em 3 cục pin vào đây, lắp 3 cục pin kiểu vào đây là chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, một cái mẫu đèn bão này thì bên em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Chỉ có 100.000 đồng thôi. Chỉ có 100.000 đồng một cái mã này thôi. Đèn bão. Đèn bão nhé. Có sạc bằng năng lượng mặt trời luôn này. Có sạc bằng năng lượng mặt trời cho chúng ta này. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên thì em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng kính bơi. Kính bơi nhé. Đây để em giới thiệu cho các bác một cái mã kính bơi này. Kính bơi của Nhật. Đấy. Size này thì nó là size phổ thông thôi. Nó là size phổ thông, cả người lớn cả trẻ con đều dùng được. Đấy, nhất rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Có cái dây kít đằng sau này. Đấy, các bác mà có cái này bơi hơn ánh viên luôn. Bơi hơn ánh viên bơi lội luôn. Đấy. Nó có thể nhìn được dưới nước. Đây, các bác về bác lột cái này ra, các bác có thể nhìn được dưới nước. Nói chung là khi mà các bác đi tắm đi bơi thì nó sẽ không hại mắt, hoặc là các bác đi bắt mò chai bắt ốc. Đấy thì có thể rất là tiện lợi. Anh em thanh niên mà đi tắm sông các thứ ấy, cầm con này đi bắt chai, em thực sự ra là lâu lắm rồi không được trải nghiệm cái cảm giác bắt tắm sông bắt chai. Đó. Một cái mẫu này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 200k và bao ship cho các bác mẫu kính bơi này có nhé. 200.000 đồng bao ship cho các bác cái mã này luôn. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Hàng đẹp và xịn sò luôn các bác nhé. 200k bao ship kính bơi. 200k bao ship. Hàng của Nhật nhé. Hàng của Nhật luôn. Một cái sản phẩm kế tiếp bên thì em xin giới thiệu với các bác một cái dòng dao siêu tầm. Đấy, em giới thiệu xin phép là giới thiệu ghép thêm vào cái sản phẩm này, tại vì nó là một cái sản phẩm để các bác đi cắm trại, đi rừng đi phượt thôi. Đấy, thì một cái mẫu dao này thì nó sẽ có cái bao da cho chúng ta này. Đấy, hình thức của nó đây, hai một cái cặp này của nó rất là đẹp. Thương hiệu của nó là thương hiệu Colombia nhé. Thương hiệu của này là thương hiệu Colombia. Em xin đo kích thước cho các bác luôn này. 31cm tổng chiều dài, từ phần lưỡi phần cán 18cm. Bản dao của nó là 33,4cm. Mẫu này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 300.000 đồng và nhà em bao ship cho các bác luôn cái mã dao sưu tầm này. Cán của nó là cán liền thân này. 300k bao ship. 300.000 đồng bao ship cho các bác nhé. 300.000 đồng bao ship cho các bác nhé. Đó. 300k bao ship. Còn một cái dòng những dòng dao lá lúa này thì rẻ hơn. Đấy, những dòng dao lá lúa này. Con này thì những dòng này các bác đi câu này, con này thì cái dòng dao lá lúa này thì bên thì em đang bán với mức giá đó là chỉ có 200k bao ship thôi. 200k bao ship. Đấy, 20cm này, tổng chiều dài này. Từ phần lưỡi phần cán là 11 này. Bản dao của nó chỗ to nhất là 3,3. Các bác lọc các thứ rất ok. 200k bao ship. Bao da nhé. Cán giả sừng. Tổng chiều dài con này là 21cm. Từ phần lưỡi phần cán là 9,5. Có bao da.
180.000 đồng bao ship. 180.000 đồng bao ship cho các bác nhé. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đó. Rất là chất lượng. Đấy, thì giới thiệu qua cho các bác là bếp từ nhé. Bếp từ nhà em vẫn còn nhé. Đời thì cực kỳ cao luôn. Nhưng em thôi, em video này không giới thiệu. Video trước mới giới thiệu rồi. Con bếp từ này toàn đời 18, 19, 20. Đời toàn đời cao. Dùng điện 110. Đấy, thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác sau. Cũng cảm ơn các bác đã ủng hộ cho em. Còn hai con điều hòa cây nữa. Đấy, các bác nào mà lấy nốt thì đang giá thanh lý là 3,5 triệu. Đấy, giá thanh lý là 3,5 triệu nhé. Đấy, để cho các bác. Và nồi áp suất vẫn còn. Đấy. Một cái mã sản phẩm tiếp theo thì em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu chiếu điều hòa. Đấy, một cái mã này thì cũng rất là hot. Đấy, trong cái thời gian qua mùa nóng thì chúng ta nằm cũng rất là ok luôn. Đấy, mùa nóng nóng thì chúng ta nằm rất là ok luôn. Đây. Con này thì nó có full kích thước cho các bác, đa dạng kích thước nhé, đầy đủ các loại kích thước để chúng ta có thể sử dụng. Đấy, chiếu 1m6, 1m8, 2m và 2m2. 1m2, 1m đây, 1m2 này, 1m5 này, 1m6 này, 1m8 này và 2m2. Trong con chiếu này đây thì em sẽ xin đi và review cho các bác đây. Các bác nhìn này thôi nhé. Kho ở đây nhà em rất là nhiều chiếu. Đấy, rất là nhiều chiếu ở trong kho cũng thế, rất là sẵn. Đầu tiên cho chúng ta đó là một cái không thể thiếu được, đó là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối này các bác này. Hai cái vỏ gối nhé. Một cái chiếu nó sẽ gồm hai cái vỏ gối, ngoại trừ duy nhất có một cái chiếu 1m2 là một cái vỏ gối. Đấy, vỏ gối đây. Nói chung là các bác nhìn thấy chất liệu chiếu, em nói thật với các bác luôn là nhận hàng thì chưa bác nào chê được cái chiếu này cả. Khi các bác nhận hàng thì không bác nào chê được cái chiếu này của nhà em cả. Đây. Bên là chiếu. Chiếu thì nó sẽ cái mặt sau này các bác lưu ý giúp em là nó sẽ màu sắc của nó sẽ là theo chuyến, nên là cái màu thì nó thì có màu trắng, có màu có lúc thì màu nó màu xám tại cái sợi này của nó này. Đấy. Còn đây là một mặt đằng trước này của nó là mặt cái này là chiếu mây. Dòng này là dòng chiếu mây. Con này kích thước của nhà em đó là full kích thước đa dạng, rất là đa dạng, chiếu 1m2, chiếu 1m4. Tí nữa em sẽ báo giá cho các bác chi tiết trên từng cái sản phẩm chiếu một nhé. Đó. Rất là tiện lợi, rất là đẹp. Các bác nằm lên nhá, cảm giác nó rất dễ chịu. Mà đặc biệt nhá, nó hơn cái chiếu tàu, nó cũng giống này nhưng mà viền của nó không phải là viền lụa. Viền của nó là sẽ là viền vải, còn đây là viền lụa nhé. Lụa của nó các bác sờ tay vào nhé, nó khác ngay. Sờ tay vào của nó khác ngay nhé. Đấy. Cái dòng chiếu điều hòa này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá cho các bác đây. Để em sẽ ghi cái thông số và cái giá để cho các bác luôn. Đây. Đây, chiếu 1m2 này. Chiếu này. Chiếu điều hòa này. 1,2 x 2 m. Giá của nó là 320k. Đấy, 1,5 x 2 m. Giá của nó là 360k. 1,6 x 2 m nó là 380k. 1,8 x 2 m đó là 400k. 2,2 x 2 m đó là 420k. Và toàn bộ đơn hàng sẽ được bao ship cho các bác luôn. Chiếu điều hòa, đây là mức giá. Mức giá của nó nhé các bác nhé. Đấy, các bác sử dụng rất là ok luôn. Các bác sử dụng rất là ok luôn nhé các bác nhé. Nhà em nhé, bác nào mà có thể thời gian mà ví dụ ở gần xuống nhà em chơi tham quan nhà thì nhà em cũng đang sử dụng cái dòng chiếu này để nằm ngủ. Đấy. Nói thật với các bác luôn là nằm cũng dễ chịu chứ không phải là không đâu. Người ta làm ra cái chiếu này nhưng mà mình nằm cũng rất là sướng chứ không phải là không đâu. Đấy. Chiếu điều hòa. Đấy, chiếu Muji Made in Japan. Đấy, giá cả của nó đây. Giá của nó đây. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp và vô cùng chất lượng luôn. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em dân Trịnh xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh với các bác nhé. Đấy, đây là mã chiếu điều hòa nhà em này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một con bơm hơi. Con này dùng điện 220V các bác nhé. Cái mã này dùng điện 220V. Đây. Dây của nó sẽ dài tầm dây của con này thì nó sẽ dài tầm 5-60 phân. Đấy, 5-60 phân. Đấy, rất là tiện lợi này. Đấy, và các bác sử dụng nguồn điện tiện, rất là tiện, nó sử dụng nguồn điện 220V. Con này hàng của thương hiệu đến từ Taiwan, hàng của Đài Loan. Hàng con này của hàng của Đài Loan nhé các bác nhé. Đấy, thông số các thứ đây. Nói chung là hàng này thì rất là ok luôn. Cái mẫu hàng này thì cũng rất là ok.
và cắm điện này. Cực kỳ đúng tâm đấy. Thì con này thì hơi ra rất là mạnh. Thực sự ra với các bác luôn là hơi ra rất là mạnh. Và con này đặc tính của nó có một cái đặc điểm cực kỳ an toàn. Đó là nó có một cái cầu chì này. Nó có một cái cầu chì đây. Đấy, thì khi các bác lắp cầu chì vào đây thì nó rất là an toàn nhé. Đấy, ở đây là cái cầu chì. Đấy. Cái mã này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 550.000 đồng mỗi nhé. 550.000 đồng một cái mẫu bơm hơi của đài bơm hơi điện 220V này các bạn. Đấy, con này rất là tiện lợi. Một cái mã sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu cho các bác, đó là một con bếp ga Nhật bãi. Một con bếp ga Nhật bãi này. Giới thiệu cho bác đầu tiên, ai cũng quan tâm nhất đó là lò nướng. Phải gọi là đẹp như ngọc trinh luôn. Rất là đẹp. Rất là đẹp, các bác này nhìn, có thể nhìn được khay của nó này. Rất là ok. Đấy. Rất là ok các bác nhé. Đây là mặt tầng ngang, mặt tiền của nó này. Rất là ok luôn. Đây khay các thứ của nó đây. Đấy, các bác nhìn thấy cái tấm inox của nó như thế này này. Nó vẫn còn rất là bóng loáng. Rất là bóng loáng. Cũng không thể tránh được một số những vết xước, nhưng mà chỗ vết xước ở đây có thể che được. Đấy, có thể che lại được. Tại vì nó có cái nắp này nó che này, thì cũng không bị lộ ô lết gì cả. Đây. Con này thì của nó là tháng 11 năm 2017 này. 11/2017 này. Đời 17 2017. Đây, mặt đằng dưới của nó đây nhá. Mặt đằng dưới của nó đây. Cho các bác luôn. Vẫn còn rất là đẹp. Thật sự ra luôn rất là đẹp, dây điện các thứ cũng zin hết. Tất cả còn zin, cái này là bằng nhện thôi. Đấy, tất cả đều còn zin cho các bác luôn. Đây, khay các thứ của nó còn đầy đủ. Còn đầy đủ cho các bác nhé. Đấy. Đánh rồi thì cực kỳ nhạy luôn. Đấy, ga của nó rất là đẹp này các bác này. Các bác này nhìn thấy như kiểu là không nhìn thấy ga luôn. Như là không nhìn thấy ga luôn. Và một con đặc điểm cực kỳ hay con này này. Đang nóng nhiệt quá nhiệt thì giảm ga này. Quá nhiệt giảm ga này. Giảm ga này. Tắt. Và đây nhá, tắt đi nhá. Thì đây, các bác đang nhìn thấy em chưa động tay vào gì đúng không ạ? Ga vẫn đang mở này. Đèn báo vẫn đang nhấp nháy này. Đây, em sẽ cho lửa vào nhé. Em sẽ cho lửa vào. Đấy. Không cháy nhá, không cháy. Chế độ tự ngắt của nó rất an toàn. Chế độ tự đấy, các bác phải tắt đi. Đấy, các bác phải tắt đi. Đấy, rất là ok nhá. Test phần ấy cho các bác luôn. Đấy. Còn đây là cái phần lò nướng này. Các bác có thể nhìn thấy lò nướng này. Đấy, lò nướng ra ga rất là đẹp. Đấy, ga nói chung là con này hàng xịn xò luôn. Rất là chất lượng luôn. Mặt hàng hình thức thì còn đẹp. Hình thức thì còn đẹp, kích thước nhé. Con này thì của nó là 39,5. Chiều cao của nó là 17,5. Chiều ngang của nó là 56, gọi là 56cm. 56cm. Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. 2.400.000. Bao ship. 2.400.000 bao ship. Bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy. Đây các bác có thể nhìn thấy này, không cần nhìn nhiều. Lò nướng này là các bác nhìn là có da luôn này. Đấy. Cái này là băng dính, em dính đồ thôi. Hàng ok nhé, chất lượng. Đấy. Rất là an toàn. Con này thì sẽ dùng cặp pin con thỏ to này. Các bác có thể dùng cặp pin con thỏ to cũng được. Đấy. Bếp ga Zinai nhé. Con này là bếp ga Zinai. Zinai. Hàng bãi Nhật, có lò nướng, 2.400.000 đồng. Tất cả đầy đủ phụ kiện nhé. Phụ kiện đầy đủ hết cho chúng ta luôn. Mã sản phẩm tiếp theo, một cái mẫu hòm đồ nghề của Đức. Thương hiệu của nó là Matado. Đây em sẽ bỏ một cái ra để em có thể review cho bác cho nó dễ nhé. Tại vì hai cái thì nó hơi chật. Cái thì nó hơi chật. Này, con này thì nó sẽ gồm có cho chúng ta là 5 ngăn. Phủ một lớp bên ngoài là sơn tĩnh diện. Kích thước của nó thì nó sẽ là 42. Đấy, chiều ngang này là 20.
chiều ngang này 20, chiều cao của nó là 22 cm. Nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5 ngăn cho chúng ta. Các bác đi làm về để ở trước này, băng dính điện này, hay là những dòng đồ nghề thì rất là ok. Đồ nghề các thứ thì rất là ok nhé. Dùng xong thì các bác đậy lại. Có chỗ này có khóa để các bác móc khóa này để cho nó cất đi cho nó an toàn này. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Matador này. Đấy. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Hàng đẹp luôn, kích thước của nó, chiều cao của nó đây, đo luôn cho các bác luôn. Đấy, 21 cm, lên chỗ cao nhất là 22, lên chỗ này là 22 này. Cái mã này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 500k và bao ship cho các bác 500.000 đồng và bao ship cho các bác cái mã này nhé. Hòm đồ nghề này, năm trăm k bao ship toàn quốc, hòn đồ nghề 500k bao ship toàn quốc nhé, thương hiệu Matador của Đức nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng ly giữ nhiệt có ống hút này. Hàng này hàng mới nhé, hàng này hàng mới, bao cho bác không sấy xước luôn. Có nắp đậy nhé, có nắp đậy này. Các bác nếu mà ví dụ uống bia uống rượu thì các bác bỏ nắp ra, hoặc là các bác uống nước ngọt thì các bác có thể đậy nắp lại để cho nó giữ nhiệt. Đấy, có những cái nút của nó này. Có ống hút. Con này thì bên em đang bán với cái mức giá đó là 70.000 đồng, giảm giá cho các bác xuống còn 70k. 70k một cái. Mua 3 cái trở lên bao ship 70k này. 3 cái bao ship này. 3 cái trở lên bao ship. Đấy. Từ 3 cái trở lên sẽ bao ship cho các bác cái mã ly giữ nhiệt như thế này. Cái mã ly giữ nhiệt như thế này nhé. 70k một cái, 3 cái trở lên bao ship cho các bác luôn. Đấy. Hàng này thì sẽ tất cả sẽ có ống hút cho các bác luôn, một cái ống hút và một cái ly này. Có nắp đây. Các bác có thể mở nắp ra đây để các bác uống đi. Đấy, nắp đây này. Rất là tiện lợi, dễ rửa ráy. Dễ rửa ráy, lung dung tích con này thì tầm 300ml. Đây. Các bác có thể uống cà phê, uống sữa, uống bia, uống nước rượu, các thứ đều ok cả, giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Nó là thành phần của nó là hai lớp inox 304 và một lớp ấy bên ngoài này. Nó sẽ có hai màu ngẫu nhiên cho các bác, một là màu trắng, hai là màu này. Nhưng mà nói chung tất cả hình thức của nó sẽ có nắp đậy như này. Đấy, còn các bác lấy màu trắng hoặc là lấy màu này thì các bác cứ bầu em. Hàng chọn lựa luôn. Chất lượng nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái mẫu bình giữ nhiệt các nhé. Một cái mã bình giữ nhiệt, con này dung tích của nó là 1.2 lít. Hàng của nó thì là hàng mới luôn nhé. Hàng của nó thì là hàng mới luôn cho các bác luôn, nắp đậy các thứ đây. Đấy, nói chung là dùng rất là ok. Đấy, nắp đậy đây. Inox 304 hai lớp. Đấy, các bác đậy cái nắp này lại để lọc trà này. Xoáy nắp lại giữ nhiệt cũng rất là ok. Màu của nó thì màu trắng nhé. Có tay xách nách mang này. 1.2 lít nhé. Con này thì giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. 150k. 150.000 đồng một cái bình đấy. 150.000 đồng một cái bình này nhé. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp và vô cùng chất lượng. Hàng vô cùng đẹp và vô cùng chất lượng. Inox 304 hai lớp. Một con sản phẩm tiếp theo. Thanh lý cho các bác một con máy cắt trượt. Một con dòng máy cắt trượt này. Rất là ok luôn. Rất là ok, rất là mạnh. Đấy. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp và chọn lựa luôn nhé các nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là cái này nó không tự mở được nữa. Cái này không tự mở thì thanh lý cho các bác xuống còn 2.200.000 đồng thanh lý. Đây nó không tự mở đấy. Nó sẽ không tự mở cho các bác nên là thanh lý cho các bác xuống còn 2.200k. 2.200k. Cái này nó các bác về các bác thay lại cho em cái dây xích ở trong này. À dây cái dây ấy trong này. Đấy, cái này. 2.200k. Còn mới của nó mà không ấy thì các bác là 2.500.000 đến 2.700.000. Con này thì còn gần như là mới. Con này gần như là mới thôi nhé. Hàng đẹp luôn, máy cắt trượt này. Máy cắt trượt 2.200k nhé. Xả thanh lý cho bác luôn. Thanh lý cho bác xuống còn 2.200k. Thanh lý này. Để em ghi giá vào đây. Thanh lý nhé.
thanh lý 2.200.000 2.200.000 nhé, hàng đẹp luôn đấy. Hàng thanh lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu cho bác một số những dòng dao nhà bếp, dao Thái. Đầu tiên thì đó là một con dao Thái thương hiệu Gunbo. Gunbo này. Này, con này các bác nhìn thấy nhỏ gọn, rất là sắc bén luôn. Kích thước của nó là 30.5, tổng chiều kích thước. Từ phần lưỡi đến phần cán con này là 17.5 nhé, 17.5. Bán dao của nó, chỗ to nhất của nó là 5cm các bác ạ. Trọng lượng của nó là gần 200g. Gần 200g. Và đây, em xin test cho các bác luôn. Dòng dao này thì rất là sắc. Đây. Đấy, các bác có thể về các bác thái thịt bò các thứ đều ok này. Đấy. Các bác có thể thái thịt bò các thứ rất là ok luôn. Rất là sắc bén các nhé, rất là sắc bén luôn. Cái mã này thì các bác lên cho em mã là mã Thái Gunbo. Thái Gunbo. Bên thì em đang bán với mức giá đó là 200k. 200.000 đồng. Đấy, thương hiệu Gunbo Japan này. 200k. Thái Gunbo 200.000 đồng. Tiếp theo cũng là một con dòng Thái của Gunbo, nhưng con này là mũi nhọn. Đấy, lưu ý nha các bác nhá, nếu mà nhà bác có trẻ nhỏ thì không nên dùng con dao này. Mà nếu mà có dùng con dao này thì để tránh xa tầm tay thì em nói thật với bác là luôn là rất là sắc nhọn. Nó rất là nguy hiểm. Đó. Tổng chiều dài con này là 32.5cm. Từ phần lưỡi phần cán là 19.5. Trọng lượng của con này thì nó cũng rơi vào cỡ gần 200g. Gần 200g nhé. Và đặc biệt một cái điều quan trọng nhất đó là nó cũng rất là sắc. Rất là sắc. Sắc đến lưỡi luôn, sắc đến cán luôn. Và cán tất cả là cán liền thân nên là các bác yên tâm nhé. Đấy, đây là một cái giấy học sinh thôi. Này, mà các bác nhìn thấy rất là sắc bén, mà cái đường lìa của nó này rất là lẹm này. Rất là sắc này. Đấy. Đấy. Hàng đẹp luôn. Thương hiệu Gunbo. Con này thì cũng 200k có nhé. Con này cũng 200k. Thương hiệu của Gunbo này. Thương hiệu Gunbo này. Một con tiếp theo. Đó là một dòng Thái 3 lớp này. Một cái dòng dao Thái 3 lớp này. Con này thì kích thước của nó nhỏ gọn hơn, nhưng mà rồi em cho các bác xem cái độ sắc bén của nó. Con này thì cũng rất là sắc bén. Đây. Các bác có thể nhìn thấy rất là sắc. Các bác có thể nhìn thấy rất là sắc. Rất là sắc bén. Kích thước của nó đây. Từ phần lưỡi phần cán là 24cm. Từ tổng chiều dài là 24cm, từ phần lưỡi phần cán 12.5. Cán liền thân, con này phù hợp các bác đi lọc, thái lọc, làm nghề. Hoặc là các bác làm nghề bếp được, các bác thái các thứ được, rất sắc, 3 lớp. Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là cũng 200.000 đồng, đồng giá luôn. Đồng giá 200.000 đồng. 200k. Đấy. Từ video sau đi em sẽ lên mã từng con, ví dụ là cái mẫu này nó còn một mẫu rồi thì không sao, nhưng mà những dòng sản phẩm khác thì em cứ lên mã cho các bác nhé. 200k. Đấy. Hôm nay dao em sẽ bán đồng giá với có giá 200k tất. Dao em sẽ bán đồng giá với giá 200k tất ở trong cái video ngày hôm nay. Những cái sản phẩm dao em bán dao nào là đồng giá dao đấy. Tiếp theo một cái thương hiệu Sato. Đấy, con này cũng 200k này. Cũng có thái nhọn và thái bằng này. Trọng lượng của nó 200g. Kích thước của nó đây 30 17.2. Bán dao của nó thì đây 5cm. Sato. Các bác lên cho em mã này, mã Thái Sato nhé.
Đấy, dòng dao thái Sato này rất là sắc bén này. Đấy, dòng dao thái Sato này rất là sắc bén này. Đây, em làm lại nhé. Cái này là rất là sắc, 200.000 đồng. Mũi nhọn đây. Mũi nhọn cũng có luôn. Rất là sắc các bác có thể nhìn thấy. Không tì vết luôn. Kể cả cái chỗ này nãy là bị xé giấy này. Nó giấy nó ẩm đấy. Cũng rất là ok luôn. Dễ ẩm thì nó không thể nào mà ấy đâu. Kích thước của nó đây con này. ba mươi mốt phẩy năm cm từ phần lưỡi phần cán 19, bán dao chỗ to nhất 4,3, trọng lượng của nó cũng 200g thôi nhé. Hộp của nó đây, khi bác nhận hàng của đây, giá của nó cũng là 200.000 đồng, giá của nó cũng 200k thôi nhé. Đấy, một cái mã sản phẩm tiếp theo, một con này cũng cán liền thân này, con này là con dao thái bản lớn. Thái bản lớn, các bác chặt những xương bé bé thì được, những xương to thì không được nhé. 31cm tổng chiều dài, từ phần rưỡi lưỡi phần cán 19,5. Bán dao của nó là 19. Con này về các bác gãi qua đi một chút. Gãi qua đi một chút nhé. Đấy. Con này các bác về phải mài qua đi. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, nó không, nó là không cắt được luôn. Nó dòng là dòng này dòng thái chặt. Đấy. Nó cũng các bác mài qua thì là rất sắc. Con này 200k nhưng mà bao ship luôn. Riêng con này là 200k bao ship. 200k bao ship. Các bác lên xem mã là thái bãi. Thái bãi. Thái bãi nhé, 200k bao ship cho các bác cái mã này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một con dao gọt hoa quả, các bác có thể nhìn thấy đây. Giấy của nó đấy, cắt con thái con kia kìa. Nó đang bị đấy đâu. Nó lại sắc lại này. Nó rất là sắc bén này. Đây. Rất là ok nhé. Rất là ok luôn này. Còn dao gọt hoa quả của thương hiệu Gunbo này, bên nhà em đang bán với giá là 90.000 đồng, 90k nhé. Dao gọt hoa quả cán liền thân này, 90.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo em xin giới thiệu với các bác luôn, đó là một cái kéo cắt gà. Kéo cắt gà Japan. Con kéo cắt gà này 180.000 bao ship. 180.000 em bao ship nhé. Các bác có thể cắt gà này, đánh vảy cá này, ăn hải sản các thứ đều rất là ok luôn. Cắt gà vịt các thứ. Một cái mã sản phẩm kế tiếp, một cái dòng kéo cán bạc. Dòng kéo cán bạc. Cắt thực phẩm. Cắt này thì quá là nhạt tẹt rồi. Bật bia này, đánh vảy cá các thứ này. Hàng của Nhật này. Con này bên thì em đang bán với cái mức giá đó là 120.000 đồng. 120.000 đồng một cái các nhé. 120k. Hàng mới luôn nhé, chưa qua sử dụng lần nào. Kéo cắt thực phẩm. Một cái mã dòng sản phẩm tiếp theo. Một cái mài ba khe. Tamasaki. Tamasaki này. Các bác mài qua ba cái rãnh. Cái mã này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá cũng là 180.000 đồng bao ship. Có ba cái rãnh mài này, các bác mài này. Mài dao kéo này các thứ này đều rất là ok, rất dễ mài nhé. Rất dễ dàng sử dụng, các bác chỉ việc đặt xuống đây đây. Đấy, và cầm con dao này các bác mài. Đấy, con này thì các bác phải mài lại bằng đá mài nhé. Cái cách mài nó như thế.
180.000 đồng bao ship thôi nhé. 180k bao ship. Mua sữa cơm. Các bác có thể nhìn thấy em bẻ hình tròn luôn, không gãy, nhựa rất tốt. Con này 60k. Vừa rồi thì em Dân vừa mới lên và giới thiệu tới quý cô anh chị một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em Dân đang có phân phối. Đấy thì các bác có sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dân qua số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 917. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.